trở về cùng cha bao năm cách xa lâu là một đời tôi lỗi xin cha thương xót đời con. Đời con nay đã lỡ làng năm tháng hoang đàng giờ còn gì đâu xứng đáng một kiếp lâm than xin cha xót thương. Cha ơi, con nay trở về, về với tình thương, chẳng còn vấn vương. Bên cha ấm êm cuộc đời, giấc mơ rạng ngời cho tình yêu đẹp ngàn đời. Cha ơi, con nay trở về. Từ trong cơn mê ghi sâu dấu chân ba tình đời đâu đẹp như con say mơ ước từ lâu sau đâu răng kín mịt mùng trong nỗi khốn cùng chẳng hề được ai thương giúp chỉ có mình cha đang trông ngóng con từng giờ. Cha ơi, con nay trở về, về với tình thương, chẳng còn vấn vương. Bên cha ấm êm cuộc đời, giấc mơ rạng ngời cho tình yêu đẹp. Để cha yêu thương con như đứa con hôm nào chỉ mong cha xem con như tôi tớ của cha tình cha thương mến hai hà quên hết tất cả và rộng vòng tay âu yếm đẹp của tình cha bao la thiết tha chan hòa. Cha ơi, con nay trở về, về với tình thương, chẳng còn vấn vương. Bên cha ấm êm cuộc đời, giấc mơ rạng ngời cho tình yêu đẹp ngàn đời. Cha ơi, con nay trở về, về với tình thương. Chẳng còn vấn vương bên cha ấm êm cuộc đời giấc mơ giấc mơ trong tim con cha ơi con nay trở về về với tình thương chẳng còn vấn vương bên cha ấm êm
chẳng thấy ông ở trong vườn cùng với người hay đó sao? Phêrô lại trôi ngựa và ngay lúc đó gà gáy. Bây giờ họ điều Chúa Giêsu từ nhà ông Cai-pa đến dinh quan tổng trấn. Lúc đó trời đã sáng, nhưng họ không vào dinh để khỏi bị nhớ bận và để có thể ăn lễ vượt qua đường. Vậy quan Pilato ra ngoài gặp họ và nói rằng: các ngươi tố cáo người này về điều chi nói lời này
Yeah.
Thank you.
Oh,
Kính thưa cộng đoàn, lúc này đây chắc hẳn chúng ta sẽ sống lại kinh nghiệm của năm ngoái ở nhiều nơi trên thế giới. Trong hoàn cảnh bị nó vừa gọi cho anh là lễ thuê bào đấy, dĩ nhiên nhiều thứ phải ở nhà tham dự thánh lễ hoàn toàn bằng khi chẳng đạt đánh giá qua mạng internet. Tầm 8 giờ xe nó chờ đấy, anh mang ra đấy cho em nhé. Chúng ta nhìn nhận ở một không gian rộng lớn hơn, quốc tế hơn. Chúa Thánh Thần vẫn đang hoạt động để dễ thương người. Tối đêm nhé. Ngài muốn con người cùng với Đức Giê-xu trên từng chặng đường đánh giá. Nguyện xin Thiên Chúa giúp chúng ta đi chọn với Chúa trên con đường tình yêu này, để sau đó chúng ta cũng được ở với Ngài trong vinh quang. Còn những cái đội của người ta trưởng ta đứng lại, đi sau kia. Bây giờ là kiện đi trước. Bắt đầu không phải bây giờ nó khác, nó lập ra đi. Không phải đâu, đây là con về cái bố. Không phải mối. Tin mừng theo Thánh Matthew. Tổng trấn Pilato thấy chẳng được ích gì mà còn thêm náo động, nên lấy nước rửa tay trước mặt đám đông mà nói: Ta vô can trong vụ đổ máu người này, mặc các ngươi liệu lấy. Toàn dân đáp lại: Máu hắn đổ xuống đầu chúng tôi và con cháu chúng tôi. Bấy giờ
tổng trấn phóng thích tên Baraba cho họ. Còn Đức Giêsu thì sau khi truyền đánh đòn, ông trao cho họ đóng đinh vào thập giá. Suy ngẫm, nếu có mặt trong buổi xét xử Đức Giêsu năm xưa, chúng ta cũng nhận thấy đây là bản án của bất công và cay nghiệt. Trong phiên tòa hôm đó, dân chúng vung tay tố cáo thầy Giêsu. Giới lãnh đạo tôn giáo không ngớt lời cáo buộc để tôi thúc Phi-la-tô kết thúc phiên tòa. Người ta đã thành công kết tội Đức Giêsu. Chúng ta ngạc nhiên khi thấy Đức Giêsu bình an đón nhận tất cả. Ngài không ai oán, không phẫn nộ và cũng chẳng phản đối. Ngược lại, vâng theo thánh ý Chúa Cha, Đức Giêsu chấp nhận đi vào con đường đau khổ. Suốt hơn một năm qua, thế giới đã chịu quá nhiều đau thương từ con virus corona này. Nhiều người mất công ăn việc làm, biết bao người nhiễm bệnh, cuộc sống bị đảo lộn mọi thứ. Hậu quả đau lòng nhất là hàng triệu người đã thiệt mạng. Lúc này và ở đây, chúng ta hãy xin Đức Giêsu giúp chúng ta nhận ra thánh ý Chúa qua cơn đại dịch này, để nhờ đó chúng ta tiếp tục mơ ước về con đường dẫn tới một tương lai tốt đẹp. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, nhiều người đang tập sống chung với con virus khủng khiếp này. Họ muốn bắt đầu đi cùng với Chúa. Dẫu khó khăn dặm trường, nếu có Chúa đi cùng, chúng con tin rằng phía trước là bầu trời tươi sáng. Xin giúp chúng con đón nhận mọi biến cố trong bình an, để từ đó chúng con có sức, có tình yêu và có đủ tinh thần để lên đường cùng với Chúa và với nhau. Xin Chúa cho chúng ta. Chặng thứ hai, Đức Giêsu phán thành ra. Lạy Chúa Kitô, chúng con ở đây và người khen Chúa. Chúng thầy muốn xem thật con sẽ bài đi cho chân. Đức mẹ nghe tin ấy, miệng chạy ra. Yeah.
trời nắng nóng, dòng người hối thúc, Chúa Giêsu đã thập mệt. Mùa đông rồi chẳng làm con chẳng khi nào xa. Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Lính tráng lấy áo sống của người mà chia làm bốn phần. Họ lấy cả chiếc áo dài nữa, nhưng chiếc áo dài này không có đường khâu, dệt liền từ trên xuống dưới. Vậy họ nói với nhau: đừng xé áo ra, cứ bắt thăm xem ai được. Tại sao con Thiên Chúa lại bị treo trần truồng trên thập giá trước mặt bàn dân thiên hạ lúc này? Mẹ trông thấy con cứ thấy khổ đau, mau gài sang đơn đầu đơn trên đầu. Ai mà không chưa chán mẹ một. Đức Giêsu chịu đóng đinh. Tuy là ngày chiều dọ mừng lễ vượt qua, ông Giô-sép vẫn chạy đi mua kịp một tấm vải mới trước khi đến đem xác thầy xuống. Một môn đệ ẩn mặt khác là Ni-cô-đê-mô cũng đến, đem theo 100 cân mộc dược trộn với trầm hương. Hai ông đã tẩm liệm vội vàng theo nghi thức của Do Thái giáo thời đó và đặt xác thầy vào ngôi mộ mới trong vườn gần đó. Thế là con Thiên Chúa đã thật sự làm người và sống trọn kiếp người. Từ lòng mẹ tới lòng đất, sinh ra thì mẹ bọc trong khăn, đặt trong máng cỏ, vì không có chỗ cho gia đình này trong quán trọ. Chết thì được một môn đệ ẩn danh mua cho tấm vải để liệm và đặt ngôi mộ ông đã quét trong vách đá. Lạy mẹ Maria, mẹ luôn tỏa sáng trên hành trình của chúng con như dấu chỉ của ơn cứu độ và niềm hy vọng. Chúng con tín thác nơi mẹ là sức khỏe của những người đau bệnh. Cạnh bên thánh giá, mẹ đã hiệp thông với đau khổ của Chúa Giêsu và giữ vững đức tin.
lạy mẹ, phần rỗi của dân thành Roma, mẹ biết điều chúng con cần và chúng con chắc chắn rằng mẹ sẽ ban cho chúng con. Để giống như ở Cana miền Galilê, sau thời gian thử thách này, niềm vui và lễ hội sẽ có thể trở lại. Lạy mẹ của tình yêu Chúa, xin giúp đỡ chúng con biết vâng theo thánh ý Chúa Cha và làm điều mà Chúa Giêsu sẽ nói với chúng con rằng Ngài đã mang lấy trên mình Ngài các nỗi đau của chúng con và Ngài gánh lấy những đau thương của chúng con để qua thánh giá đưa chúng con đến niềm vui phục sinh. Amen. Lạy Chúa, xin thương xót chúng con. Xin thương xót chúng con. Lạy Chúa, xin thương linh hồn các giáo. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you.
mẹ nằm cơm